Mới ra trường học MBA, MSc hay MIB? Xin chào, biến mất một thời gian, hôm nay tôi quay trở lại với các vấn đề về marketing, du học và khởi nghiệp đây. Trong rất nhiều các câu hỏi và yêu cầu của mọi người, mình chọn trả lời câu này trước và mỗi năm sẽ review lại một lượt xem có gì khác hay không. Em mới tốt nghiệp, có nên đi học MBA ngay? Câu này khoai, khoai vì mỗi người một mục đích khác nhau, nhưng xung quanh mình rất nhiều bạn cứ chọn MBA luôn mới khó hiểu chứ. Khi mình không hiểu được mục đích của người ta thì quá là khó để tư vấn. Trước hết phải nói luôn, mình là dân học MSc, Master of Science, nôm na là cao hơn bậc đại học, đi sâu vào một chuyên môn cụ thể nào đó, như mình là Marketing. MBA đã từng là một lựa chọn của mình, nhưng sau đó quyết định bỏ học sang MSc in Marketing, tức là mình không có trải nghiệm học MBA hay MIB, Master of International Business, mình chỉ từng tìm hiểu ba nhóm này mà thôi. Ngoài ra, bài này không phân biệt bạn đang học MBA, MSc, MIB du học hay là tại Việt Nam. Với mình, du học được là tốt, không thì trong nước học thạc sĩ của trường đại học quốc tế hay có liên kết với trường ở nước ngoài vẫn cứ tốt chứ đâu có dở đâu. Ba chương trình này đều có thể dành cho nhóm sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, có thể đi học được ngay. Mặc dù đúng là học MBA thì tốt nhất bạn nên đi làm 2-3 năm đã, rồi hãy tính tiếp. Ở Mẽo, MBA là món đầu tư đáng giá cho việc lên lương, thăng chức. Bạn chỉ học MBA khi nào bạn đã có đủ kinh nghiệm làm việc nha. Nhưng giờ rất nhiều chương trình MBA mở cho sinh viên mới tốt nghiệp ra học luôn. Và trong thời kỳ Covid như thế này, thì mình nghĩ học MBA ngay khi vừa tốt nghiệp cũng không phải là một quyết định gì quá dại dột cả. Vì thời buổi bây giờ, thất nghiệp vẫn đang đầy rẫy, việc ngon nhiều khi cũng đến từ các mối quan hệ. Mà học MBA thì chính là để phát triển thêm teamwork. Nên anyway, bạn hoàn toàn có thể học được khi vừa tốt nghiệp, trau dồi kỹ năng, học thêm kiến thức quản lý và để áp dụng cho nhiều tổ chức, rồi mở rộng thêm network và kiếm cơ hội từ đó. Những điểm khác nhau cơ bản: A. MBA, Master of Business Administration, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đặc trưng của MBA là học được tất cả các môn liên quan của các bộ phận trọng yếu trong doanh nghiệp: nhân sự, tài chính, marketing, vận hành và hai mục kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Điều này giúp bạn bao quát được tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, họ hiểu suy nghĩ ra làm sao, còn vận hành thực tế như thế nào thì tùy doanh nghiệp, vận hành trên lý thuyết như thế nào. Đôi khi bạn sẽ học để quản lý một bộ phận chuyên môn, nếu đó là MBA, đặc biệt là trong HR hay là marketing hoặc là tài chính. MBA cũng rất tốt với các bạn học các ngành khác mà không phải kinh tế, ví dụ như các bạn học đại học ngành IT, kỹ thuật, vì đây là các ngành khá đặc thù. Phải là người có kiến thức nền về chuyên ngành mới có thể lên team leader và quản lý team. Nhưng người vừa có kiến thức cứng về mấy mảng này, vừa có kiến thức quản lý do được học từ các khóa học MBA thì rất được săn đón, lương vài nghìn đô một tháng là chuyện bình thường. Học xong chưa làm quản lý ngay được, vì mới tốt nghiệp thì quản lý ai? Bạn có thể học làm trợ lý giám đốc được đấy. Chức vụ trợ lý rất khác với thư ký nha. Trợ lý rất hay, thường được êm để làm giám đốc chi nhánh. Và quản lý là một nghề chuyên nghiệp. Đừng cho rằng nghề quản lý kém hơn nghề tài chính, HR, marketing. Nhầm to rồi đấy các bạn. Giờ startup kiếm COO, Chief Operation Officer khó như là lên trời luôn. Ưu điểm: bạn học và hiểu rất nhiều chức năng của các bộ phận khác nhau, tốt cho việc làm CEO, giám đốc sau này. Người học cùng bạn, nếu là MBA yêu cầu kinh nghiệm thì các anh chị ấy đã thường ở level quản lý rồi, tiện cho việc networking như mình đã nói ở đoạn trước. Nhược điểm: vì MBA là học quản lý chung, mỗi mảng đều phải biết một ít và hiểu ở mức căn bản đến nâng cao, từ marketing, tài chính doanh nghiệp đến quản trị nhân sự, vân vân. Nên nếu bạn nào chỉ có ý định học để lên level quản lý team chuyên môn của mình, ví dụ như team marketing, thì có thể thấy hơi ngợp hoặc là ngại học, vì không phải ai cũng có thể toàn diện được và hiểu biết được những mảng khác nhau như là tài chính, nhân sự. Trong trường hợp này, hãy tìm hiểu những chương trình MBA học chuyên sâu một chuyên môn cụ thể nào đó, hoặc có offer cho môn đa dạng để học thì sẽ đỡ hơn. Ví dụ như ở Đại học RMIT ngay tại Việt Nam, ngành MBA hiện có hai offer chuyên môn là Leadership, kỹ năng lãnh đạo và Technology and Innovation, công nghệ và đổi mới. Mỗi nhánh học vài môn nên sinh viên có kiến thức sâu về mảng đó luôn. Hai nhánh này cũng dễ để apply trong hoàn cảnh hiện tại khi công nghệ đang lên ngôi và bộ phận Department of Change hay Innovation đang săn tìm nhân sự rất gắt. Các bạn có background kỹ thuật đôi khi cũng thấy hơi bất tiện vì phải học các mảng liên quan đến kinh doanh trước. Ở nhiều trường gọi là dự bị MBA, có một tip nhỏ là hãy chọn những trường có các môn dự bị trong list các môn học chính thức của họ luôn thì sẽ tiết kiệm thời gian, đỡ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm học.
B. MSc, Master of Science in Marketing, HR, Finance, Thạc sĩ Marketing, Nhân sự, Tài chính. Đặc trưng của MSc là học chuyên sâu vào một và chỉ một mảng của doanh nghiệp mà thôi. Trong trường hợp marketing của mình, những gì mình học ở bậc đại học giờ sẽ được học sâu hơn ở bậc thạc sĩ. Các kỹ năng nghiên cứu, đề tài, lý thuyết, mô hình cũng khó hơn và bao quát hơn. Về góc độ quản lý, MSc chỉ giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn, quản lý hệ thống chuyên môn vận hành, chứ không có phần quản trị con người, lãnh đạo như là MBA. Nên học MSc xong mà sau khi ra trường làm trưởng phòng marketing, bạn sẽ cần học thêm các kỹ năng quản trị khác nhau như là tổ chức bộ máy nhân sự team, giám sát team triển khai chiến dịch. MSc tập trung vào nghiên cứu, lý thuyết tương đối nhiều. Nếu không muốn nói, cơ bản nghiên cứu là chính, bên cạnh những kiến thức khá hàn lâm, còn MBA thì thiên về luyện tập hơn. Dù các bạn học MBA, vẫn cần phải học lý thuyết và model hết. Ưu điểm: chuyên môn rất sâu, hiểu biết sâu về nghề nghiệp mình đang làm, phù hợp với các bạn đã chọn được ngành nghề của mình rồi. Dù các bạn vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc, học sâu về chuyên môn của mình thì cũng vẫn sướng hơn là học các môn khác. Như mình là rất kém tài chính chẳng hạn, bảo đi tính ra vốn bán hàng các kiểu thì ngại lắm. Nhược điểm: lý thuyết. Ai chưa từng đi làm một chút nào, mới tốt nghiệp mà đi học MSc thì hãy xác định là cái lý thuyết tiếp nặng hơn bậc đại học rất nhiều. Như vậy sau khi tốt nghiệp, cách tốt nhất là các bạn apply vô các chương trình intern hay là MT của các công ty nước ngoài. Ở đó có hệ thống training nội bộ và thời gian để cho các bạn trưởng thành hơn so với các công ty ở trong nước. Trừ khi bạn rất chịu khó, có khả năng tự học tốt, không ngại khổ, bắt đầu với mức lương lè tè 5-7 triệu một tháng, leo lên thì môi trường trong nước cho bạn nhiều room, đất diễn hơn các công ty đa quốc gia, ít nhất là trong mảng marketing. C. MIB, Master of International Business, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế. Đây là một chương trình tương đối mới đối với mình. Thú thực là 2012 đi tìm hiểu, mình mới biết có MIB trên đời. Nhưng bây giờ thời Covid và mọi người kinh doanh online và offline xuyên quốc gia quá nhiều, MIB là ngôi sao đang lên rồi đấy các bạn ạ. MIB học về IB, đương nhiên nó cho các bạn kiến thức và kỹ năng về kinh doanh đa quốc gia, tức là bạn nào làm thương mại, trading, mua hàng ở nước này bán lại ở nước kia, xuất nhập khẩu, logistics hay business development khác với sale nhé các cụ. Mà thích sang nước ngoài kinh doanh, đánh giá thị trường thì MIB phù hợp hơn hẳn MBA. MIB gần với MBA hơn là MSc, vì muốn mở thị trường, làm ăn với quốc tế, với cương vị là chủ doanh nghiệp hoặc hỗ trợ trợ lý, hoặc trợ lý, hoặc BD, bạn vẫn cần hiểu sự vận hành ăn khớp của các bộ phận chức năng trong một doanh nghiệp. Không thể chỉ dùng mỗi chuyên môn MSc nào đó như là HR, Fin, Marketing để qua Myanmar setup một văn phòng chi nhánh được. Học MIB xong, bạn cũng apply vô các công ty đa quốc gia làm vị trí chuyên môn nào đó như Marketing hay là Finance, vì nó không quá nặng như là MBA mà lại va chạm với kinh doanh quốc tế nhiều hơn là MBA đấy. Có thể nói nôm na, MIB là một phiên bản của MBA, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc và tập trung cho những ai thích làm việc với nước ngoài. Ưu điểm của MIB: không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, tốt cho các bạn mới ra trường mà chưa có được chuyên môn cụ thể như MSc. Muốn làm cho các công ty đa quốc gia hoặc môi trường quốc tế, do MIB trang bị các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nhược điểm của MIB: cũng như MBA, MIB không có chuyên môn cụ thể nào đi sâu hơn, học nhiều môn. Dù định hướng là vẫn làm kinh tế quốc tế, nhưng nó bao gồm làm business development cho một công ty ở Việt Nam, đánh thị trường quốc tế, hoặc là làm cho một công ty quốc tế vào thị trường Việt Nam mở chi nhánh, chiều đi thì ok hơn nhiều chiều về. Apply vào một bộ phận chuyên môn, bắt đầu từ level internship đi lên, sau đó vô MIB. Vậy tóm lại các đồng chí chọn MBA, MSc hay là MIB. Trường hợp 1, ngay từ khi học đại học, đã đi làm thêm bên ngoài, biết chắc chắn mình thích ngành nghề nào, chọn xong chuyên môn, giờ muốn nâng cao kiến thức đã nhé, còn từ kiến thức tới trình độ là một khoảng cách nữa, hãy chọn MSc. Trường hợp 2, chưa rõ mình chọn chuyên ngành gì, thích làm quản lý vận hành, coi quản lý như một nghề cố định, làm vài năm rồi mở công ty riêng, thì hãy học MBA nào mà không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Trường hợp 3, đã có kinh nghiệm chuyên môn 2-3 năm, muốn leo lên làm quản lý cấp trung, đi học MBA yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc, hoặc bạn đã làm việc 5-7 năm, lên quản lý cấp cao, đi học MBA. Trường hợp 4,
chưa rõ nên chọn ngành nghề nào, nhưng thích làm cho Tây, làm cho công ty đa quốc gia, ăn lương Tây, làm thương mại, đi mở thị trường ở nước ngoài, công tác nước ngoài, chưa có kinh nghiệm làm việc, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh còn yếu, hãy chọn MIB. Trường hợp 5, các đồng chí bách khoa, xây dựng, kiến trúc đang ở vị trí team leader nhỏ, muốn lên level quản lý trung cấp hoặc cao cấp, hoặc đơn giản là muốn nhảy ra ngoài làm startup, thì học MBA để có kiến thức quản lý. Riêng với MBA, hiện tại ở Hà Nội có rất nhiều trường đang giảng dạy chương trình này, nhưng hãy cảnh giác chọn những trường được kiểm chứng, chất lượng đúng với quảng cáo và quan trọng nhất là được cả trong và ngoài nước công nhận. Nói vui chứ giờ thế giới phẳng hơn nhiều rồi, bây giờ vì Covid nên là hạn chế một chút thôi. Sau này mở biên ra thì cơ hội làm việc quốc tế có khi đẩy dẫy. Có cái bằng được quốc tế công nhận cái là đi vi vu chỗ này chỗ kia một tí, vừa làm vừa trải nghiệm vốn sống, hợp lý hơn chứ nhở. Về mặt này, mình thấy các chương trình MBA có tí yếu tố nước ngoài hoặc là rất nước ngoài như kiểu RMIT là rất ổn. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!